ngay trong kiếp sống này. Đây là những bài pháp được trích dịch từ những bài giảng của Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, giảng trong một khóa thiền dài 3 tháng tại Insight Meditation Society ở Barre, Massachusetts. Các bài pháp này đã được thu băng và được làm tài liệu giảng dạy cho thiền sinh ngoại quốc hiện đang tu học tại Thiền viện Panditarama ở Rangoon, Miến Điện. Những bài giảng này cũng đã được chọn lọc và cho in thành sách. Một số các sư cô Việt Nam tu học tại đây đến từ Thụy Sĩ, Pháp, Việt Nam, vân vân, không hiểu rõ tiếng Anh, nên Ngài Hòa Thượng Thiền Sư giao cho chúng tôi hướng dẫn. Nhân đó, chúng tôi có cơ hội để dịch những bài giảng này làm tài liệu tu học cho các cô. Nhận thấy đây là những bài pháp hữu ích có thể giúp cho quý Phật tử mở rộng kiến thức, đồng thời hỗ trợ cho các vị bắt đầu hành thiền, hiểu rõ cách thực hành và đào sâu thêm về phần lý thuyết, nên chúng tôi cho đọc vào băng nhựa để gửi đến quý Phật tử. Những bài pháp này gom lại thành 6 đề tài chính. Thứ nhất là giới luật căn bản và hướng dẫn cách hành thiền. Thứ hai là nguyên nhân làm cho ngũ lực bén nhạy. Thứ ba là 10 đạo vinh ma. Thứ tư là 7 pháp trợ bồ đề. Thứ năm là các tuệ minh sát. Và thứ sáu là chuyến xe trực chỉ Niết Bàn. Đầu tiên, giới luật căn bản và hướng dẫn cách hành thiền. Không phải chúng ta hành thiền để được người khác mến phục, mà hành thiền để đóng góp vào sự bình an của thế giới. Chúng ta theo những lời dạy của Đức Phật và những lời chỉ dẫn của các thiền sư đủ thẩm quyền, đáng tin cậy để có thể đạt được sự thanh tịnh, trong sạch của chư Phật. Sau khi có được sự thanh tịnh trong chính mình, chúng ta có thể khích lệ người khác chia sẻ giáo pháp hay chân lý này. Những lời dạy của Đức Phật có thể tóm tắt trong 3 phần là giới, định và huệ. Giới được nói trước vì giới là căn bản hay là nền tảng của định và huệ. Không có giới thì không thể nào có bước kế tiếp là thực hành. Đối với cư sĩ, giới căn bản là ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Giới luật thanh tịnh sẽ giúp chúng ta tiến bộ dễ dàng trên đường thực hành. Đầu tiên, giới là lễ phải, là lễ phải căn bản của con người hay là lương tri của con người. Giới luật không phải là những giáo điều được Đức Phật áp đặt buộc chúng ta phải tuân theo. Giới luật cũng không chỉ giới hạn trong những giờ, trong những lời dạy của Đức Phật, mà phát xuất từ lương tri hay là lễ phải căn bản của con người. Chẳng hạn, khi chúng ta bị sân hận chế ngự và muốn làm hại kẻ khác, nếu chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người và thành thật nghĩ đến những hành động mà chúng ta sắp đặt hay là trù định làm, thì chúng ta sẽ nhanh chóng có câu trả lời: không, ta không muốn ai làm hại cho ta như thế. Đó là một việc làm dã man và bất công. Khi dự định làm một việc gì, nếu ta chịu khó chiêm nghiệm trước khi làm,
và đặt mình vào hoàn cảnh của người thì ta có thể tránh được những hành động sai lầm. Trong cách này, giới luật có thể được xem là sự thể hiện lương tri hay là lẽ phải căn bản của một người đối với một người khác. Khi đặt mình vào hoàn cảnh của người, ta sẽ cảm nhận được sự đau khổ của một kẻ khi bị người khác làm hại. Giữ gìn giới luật trong sạch là thể hiện tình thương và mối quan tâm của mình đối với người khác. Không những tránh làm các điều ác, chúng ta còn phải tránh nói lời không thật, nói lời chia rẽ, mắng nhiếc hay hạ nhục người khác, hoặc nói những lời vô ích, mất thì giờ quý báu. Khi thu thúc hành động và lời nói giận dữ, thì những thô tướng bất thiện tâm sở có thể dần dần bớt hiện khởi, hay ít nhất cũng yếu dần đi và ít xuất hiện thường xuyên. Dĩ nhiên, nóng giận không phải là nguyên nhân độc nhất khiến ta làm hại kẻ khác. Tham lam khiến ta cố gắng chiếm giữ một vật nào đó một cách bất hợp pháp và không đạo đức. Tham ái cũng khiến ta dính mắc vào vợ hay chồng của người khác. Một lần nữa, trước khi làm một điều gì, nếu bình tâm suy nghĩ thì chúng ta sẽ cố gắng để thu thúc thân tâm, không để cho tham ái bùng khởi. Chỉ một chút rượu và chất say cũng làm cho chúng ta mất trí tuệ, dễ dàng bị dao động bởi các thô tướng của tham và sân. Nhiều người bào chữa cho việc uống rượu và dùng chất say cho rằng chúng chẳng có gì là xấu, nhưng thật ra rượu và chất say rất nguy hiểm. Chúng khiến một người thiện lương làm những hành vi bất thiện. Uống rượu và chất say mở cửa cho nhiều vấn đề, nói bậy bạ, trở nên hung tợn giận dữ, hành động bất cẩn có thể tổn hại đến tánh mạng mình hay người khác. Thật vậy, khó mà lường được những gì người say có thể làm. Tránh xa dùng rượu và chất say là cách bảo vệ mọi giới khác. Bây giờ chúng ta xét đến những yếu tố hỗ trợ cho việc hành thiền. Trong một khóa thiền, cần phải thay đổi một số thái độ để hỗ trợ cho việc hành thiền tích cực. Trong khóa thiền, yên lặng là một cách biểu hiện của chánh ngữ. Thiền sinh cũng phải giữ hạnh độc thân, tiết chế trong việc ăn uống. Tiết chế trong việc ăn uống để khỏi uể oải buồn ngủ và để làm suy giảm sự tham ăn. Đức Phật khuyên chúng ta không nên ăn từ 12 giờ trưa đến sáng hôm sau. Khi hành thiền có kết quả thì ta sẽ thấy giáo pháp là có hương vị tuyệt hảo hơn mọi hương vị trên thế gian này. Sạch sẽ gọn gàng là một đức tính khác giúp cho trí tuệ phát triển. Sạch sẽ bên trong, cần phải tắm rửa sạch sẽ, giữ tóc tai gọn gàng, móng tay cắt ngắn, giữ gìn đừng cho bón uất. Sạch sẽ bên ngoài là áo quần phòng ốc phải sạch sẽ ngăn nắp. Những đức tánh gọn gàng sạch sẽ trên giúp cho tâm an tịnh trong sáng. Tuy nhiên, cũng đừng quá dính mắc vào sự gọn gàng sạch sẽ này, đừng biến nó thành một ám ảnh, hay là đừng quá dính mắc vào sự gọn gàng sạch sẽ quá, biến nó thành một ám ảnh khiến bạn bị phân tâm trong lúc hành thiền. Trong khi hành thiền cũng không nên trang sức, thoa dầu thơm, trang điểm mặt mày, vân vân. Thực ra trên thế gian này không món trang sức nào quý báu hơn giới đức,
không chỗ ẩn trú nào mà an toàn hơn giới đức, không một nơi nào thuận lợi hơn để cho trí tuệ nở hoa bằng khu đất giới đức. Giới đức không phải là sự đẹp đẽ do sự tô trét bên ngoài, như lớp tường vôi bao phủ những viên gạch loang lổ tàn ẩn bên trong, nhưng là những đức tính cao quý phát xuất từ phần sâu kín trong tâm hồn và chiếu rạng ra toàn thể con người. Đây là loại trang điểm thích hợp cho mọi hạng người, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh và mọi mùa, không bao giờ bị lỗi thời, nghĩa là lúc nào cũng hợp thời trang. Thế nên hãy thông minh sáng suốt và có cặp mắt mỹ thuật để tạo cho mình một loại trang sức tươi mát và đẹp đẽ. Tuy thế, dầu cho giới luật thể hiện qua hành động và lời nói có được đào luyện tốt đẹp đến đâu đi nữa, cũng không đủ khả năng để đào luyện con tâm. Phương cách cần thiết để giúp cho tinh thần chín mùi, giúp cho ta thấy rõ bản chất thật sự của cuộc sống và đưa tâm đến một mức hiểu biết cao hơn, đó là hành thiền. Tiếp đến là chỉ dẫn cách hành thiền. Những nơi tốt nhất để hành thiền theo lời chỉ dẫn của Đức Phật là trong một khu rừng, dưới cội cây hay một nơi vắng vẻ, yên tĩnh. Thiền sinh phải ngồi kiết già một cách tĩnh lặng và an tịnh. Nếu ngồi kiết già quá khó khăn, bạn có thể ngồi cách nào cũng được. Những ai đau lưng trầm trọng có thể ngồi ghế dựa. Muốn tâm yên tịnh thì thân phải yên tịnh, vì thế cần chọn một cách ngồi thích hợp để có thể ngồi lâu dài. Lúc ngồi, lưng phải giữ thẳng nhưng không cứng nhắc. Khi ngồi thẳng thì xương sống không bị cong, khiến ta có thể ngồi lâu. Hơn nữa, năng lực tinh tấn để giữ thân ngồi thẳng mà không cần một sự hỗ trợ nào sẽ tạo năng lực cho việc hành thiền. Nhắm mắt lại, đặt tâm ở bụng, thở bình thường, đừng cố gắng thở mạnh hay thở chậm lại, cứ để hơi thở tự nhiên. Bạn sẽ thấy được những cảm giác bên trong khi bụng chuyển động lên xuống. Hãy chú tâm vào mọi tiến trình của các chuyển động phòng xẹp này. Hãy theo dõi các cảm giác từ lúc bụng bắt đầu phồng, trải dài và chấm dứt. Cũng vậy, chú tâm vào chuyển động xẹp đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Khi nói, theo dõi chuyển động đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối không có nghĩa là chỉ theo dõi ba thời điểm, mà phải theo dõi các tiến trình chuyển động một cách liên tục từ đầu đến cuối. Hãy chú tâm một cách tự nhiên, thoải mái, đừng quá chăm chú vào các cảm giác của bụng. Đừng cố tìm xem sự phồng xẹp khởi đầu và chấm dứt như thế nào. Trong việc hành thiền, điều quan trọng là phải có sự tinh tấn và sự hướng tâm chính xác vào đối tượng để tâm tiếp xúc với cảm giác một cách trực tiếp và đầy năng lực. Để hỗ trợ cho việc tập trung tâm ý vào đề mục một cách tinh xác, bạn có thể niệm thầm phòng phòng hay xẹp xẹp khi quan sát sự chuyển động của bụng. Khi tâm bắt đầu vọng động, rời khỏi đề mục mà suy nghĩ đến chuyện khác, thì ngay lúc ấy hãy quan sát tâm, ý thức rằng mình đang suy nghĩ, và để xác nhận rõ ràng tâm đang vọng động, bạn hãy niệm thầm suy nghĩ, rồi trở về với chuyển động của bụng. Mọi hiện tượng diễn ra ở sáu căn,
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm cũng phải được quan sát chánh niệm. Dù cho có nỗ lực tinh tấn, nhưng không ai có thể luôn luôn và hoàn toàn để tâm trên đề mục phòng xẹp. Các đề mục khác sẽ khởi dậy và chiếm ưu thế. Hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự động chạm và những đối tượng của tâm như hình ảnh hiện ra trong tâm qua tưởng tượng, cảm xúc, vân vân. Tất cả những thứ ấy bao quanh đề mục thiền của chúng ta và chờ cơ hội nhảy vào. Mỗi khi một trong những đối tượng này xuất hiện, bạn phải ghi nhận ngay, rồi trở về đề mục chính. Trong trường hợp có các đề mục phụ xen vào, nhưng đề mục phòng xẹp vẫn rõ ràng hơn, thì chỉ niệm phòng xẹp mà đừng quan tâm gì đến chúng. Nhưng khi một trong những đối tượng này quá mạnh, khiến tâm của ta không thể nằm trên đề mục chính, mà tự động nhảy qua đối tượng phụ này, thì hãy ghi nhận sự phóng tâm rồi trở về đề mục chính. Chẳng hạn, đang chú tâm vào sự phòng xẹp, bỗng nhiên một tiếng động mạnh khởi lên, ác hẳn đề mục phòng xẹp. Hãy chú tâm ghi nhận ngay và niệm nghe nghe, rồi trở về đề mục chính. Nếu tiếng động vẫn còn lấn át, không thể đưa tâm về bụng, thì hãy chú tâm vào tiếng động cho đến khi chúng không còn lấn át nữa, rồi trở về đề mục chính. Khi niệm thầm, không cần phải dùng câu dài hay đầy đủ, chỉ cần một vài chữ đơn giản là được. Ví dụ như nghe, nghe, thấy, thấy, ngửi, ngửi, vân vân. Đối với các cảm giác của cơ thể, ta niệm ấm, ấm, ép, ép, cứng, cứng, chuyển động, vân vân. Các đối tượng của tâm thì có rất nhiều và chúng thường nằm dưới các dạng rõ ràng như là suy nghĩ, tưởng tượng, nhớ, tính toán và liên tưởng. Cần nhớ rõ là sự niệm thầm chỉ nhằm giúp chúng ta chú tâm vào đối tượng, đừng dính mắc vào danh từ. Chúng ta chánh niệm trên hiện tượng chứ không phải chú tâm vào danh từ. Khi sự niệm thầm trở thành một trở ngại hơn là một phương tiện giúp cho sự chú tâm, thì chỉ cần ghi nhận chánh niệm mà không niệm thầm nữa. Không phải sau mỗi giờ ngồi thiền là việc hành thiền chấm dứt, phải tiếp tục hành trì suốt ngày. Trước khi đứng dậy, hãy ghi nhận chánh niệm. Khởi đầu là ghi nhận ý muốn mở mắt, muốn, muốn, mở mắt, mở mắt. Ghi nhận ý định mở mắt và cảm nhận cảm giác đang mở mắt. Tiếp tục ghi nhận cẩn thận và chính xác với đầy đủ năng lực quan sát trên các chuyển động thay đổi tư thế cho đến khi bạn đã hoàn toàn đứng dậy và bắt đầu đi. Suốt ngày phải luôn luôn chánh niệm, ghi nhận tất cả mọi tác động như duỗi tay, co tay, cầm muỗng, thay áo, đánh răng, đóng cửa, mở mắt, ăn, uống, vân vân. Ngoài trừ lúc ngủ, khi nào bạn cũng phải chánh niệm, tỉnh giác ghi nhận. Thực ra, đây không phải là việc khó làm hay nặng nhọc gì. Chỉ ngồi đi và quan sát những gì xảy ra thôi. Về thiền hành, trong khóa thiền, các bạn sẽ được ngồi thiền và kinh hành xen kẽ nhau. Cứ một giờ ngồi thiền
lại một giờ kinh hành. Một giờ là tiêu chuẩn căn bản, nhưng 45 phút cũng được. Chọn một chỗ đi khoảng 20 bước, rồi đi tới, đi lui, chậm rãi trên đó. Trong sinh hoạt hàng ngày, ngoài khóa thiền, thiền hành cũng hỗ trợ đắc lực. Một thời gian ngắn, chừng 15 phút, kinh hành trước khi ngồi thiền, giúp bạn tập trung tâm ý dễ dàng. Chánh niệm được khai triển trong lúc kinh hành rất ích lợi cho chúng ta, vì trong lúc làm việc hàng ngày, chúng ta cũng thường đi từ nơi này đến nơi khác. Đây là cơ hội để chúng ta luyện tâm. Thiền hành hỗ trợ cho sự tỉnh thức, chánh niệm được quân bình và chính xác, và giúp cho sự tập trung tâm ý lâu dài. Thiền sinh có thể quan sát một cách sâu xa các khía cạnh của thân tâm trong khi thiền hành, và có thể giải thoát trong khi đi kinh hành. Thiền sinh không chịu đi kinh hành trước khi ngồi chẳng khác nào một chiếc xe hơi hết bình điện. Thiền sinh không kinh hành trước khi ngồi thiền rất khó khởi động máy chánh niệm trong khi ngồi. Thiền hành bao gồm sự chú tâm vào tiến trình đi. Nếu bạn đi hơi nhanh, hãy ghi nhận trái, phải, và tỉnh thức theo dõi cảm giác đang diễn tiến nơi chân. Nếu bạn đi chậm hơn, hãy ghi nhận dở, bước, đạp. Dầu theo dõi trái, phải hay dở, bước, đạp, bạn cũng phải gắn chú tâm vào những cảm giác diễn ra trong khi đi. Chỉ chú tâm vào những cảm giác này thôi. Hãy ghi nhận tiến trình xảy ra khi bạn đứng lại ở cuối lối kinh hành, khi bạn quay và bắt đầu bước trở lại. Đừng nhìn theo chân mình, chỉ theo dõi cảm giác bên trong chân. Đừng giữ hình ảnh của chân trong tâm khi theo dõi cảm giác, bởi vì việc chính của bạn là chú tâm vào cảm giác, mà cảm giác thì không có hình ảnh. Nhiều người khám phá ra những điều kỳ diệu và lý thú khi chỉ thấy thuần sự nhẹ, nặng, nóng, lạnh, vân vân, mà không có một ý niệm nào về thể chất vật lý nữa. Thông thường chúng ta chia sự đi ra làm dở, bước, đạp, và để hỗ trợ cho việc chánh niệm một cách chính xác, chúng ta chia chuyển động ra làm 3 thời kỳ và niệm thầm vào lúc khởi đầu của mỗi chuyển động nhỏ này, đồng thời theo dõi chuyển động cho đến khi chấm dứt. Một điểm nhỏ nhưng rất quan trọng là bắt đầu ghi nhận chuyển động đặt chân xuống ngay vào lúc chân bắt đầu hạ thấp. Chúng ta hãy xét đến thế giới mới trong cảm giác. Bây giờ nói đến sự dở. Chúng ta biết dở là một danh từ chế định. Khi hành thiền, chúng ta phải bước qua sự chế định để hiểu rõ bản chất thật sự của toàn thể tiến trình dở. Bắt đầu bằng ý định dở chân và tiếp tục là các tiến trình khác gồm nhiều cảm giác. Sự tinh tấn ghi nhận dở chân, đừng vượt quá cảm giác mà xa hẳn mục tiêu, cũng đừng quá yếu kém mà không với đến được mục tiêu. Phải hướng tâm vào đề mục một cách chính xác. Khi tâm được hướng vào đề mục một cách chính xác, sẽ giúp cho sự tinh tấn được quân bình. Nói cách khác, chánh tư duy hay hướng tâm vào đề mục đã giúp quân bình tinh tấn.
Khi tinh tấn quân bình và tâm hướng vào mục tiêu một cách chính xác, thì chánh niệm sẽ tự ổn cố trên đề mục quan sát. Chỉ khi nào ba yếu tố tinh tấn, tâm hướng và mục tiêu, hay chánh tư duy và chánh niệm có mặt thì sự định tâm mới phát triển. Định tâm là tâm tập trung vào một điểm. Tính chất của định tâm là giữ tâm khỏi bị tán loạn và tản mát. Đến gần hơn tiến trình của sự dở, chúng ta sẽ thấy nó giống như một đàn kiến nối đuôi nhau bò trên tường. Từ đằng xa, ta chỉ thấy một sợi dây bất động nằm trên tường. Nhưng đến gần hơn, ta thấy sợi dây nhúc nhích và chuyển động. Và đến gần hơn nữa, ta thấy sợi dây là những con kiến riêng rẽ bò theo nhau thành một đường dài. Từ đó, ta thấy ý niệm về một sợi dây của chúng ta chỉ là một ảo tưởng. Bây giờ, ta thấy rõ từng con kiến một, chúng nối đuôi nhau bò. Cũng vậy, khi nhìn kỹ và chính xác vào tiến trình dở và tiến trình dở chân từ lúc đầu đến lúc cuối, thì các yếu tố hay các đặc tính của tâm gọi là minh sát sẽ tiến gần hơn đến đối tượng quan sát. Minh sát càng đến gần bao nhiêu thì bản chất thực sự của tiến trình dở càng được nhận thấy rõ bấy nhiêu. Tâm của con người ta thật kỳ diệu. Khi tuệ minh sát phát khởi và mạnh dần nhờ thiền minh sát, thì những khía cạnh đặc biệt của chân lý dần dần và tuần tự xuất hiện. Sự xuất hiện tuần tự của trí tuệ này gọi là các tuệ minh sát hay tuệ giác. Tuệ giác đầu tiên là thiền sinh bắt đầu hiểu được, không phải do đọc sách hay suy nghĩ mà do trực giác rằng tiến trình của sự dở là sự tổng hợp của hai hiện tượng thân và tâm cùng xảy ra song song với nhau. Sự chuyển động của chân là hiện tượng vật chất và tâm nhận biết là tiến trình của tâm. Cả hai liên kết nhau nhưng tính chất thì hoàn toàn khác biệt. Thiền sinh bắt đầu thấy toàn thể các hiện tượng tâm và các chuyển biến vật chất là danh và sắc. Thiền sinh lại thấy rõ ràng nữa rằng tâm là nhân và thân hay sắc là quả. Khi có ý định dở chân thì cơ thể mới chuyển động được. Và thiền sinh lại thấy vật chất là nhân và tâm là quả. Khi thân cảm thấy nóng, nó khiến tâm đi tìm chỗ có bóng mát để nghỉ. Ảnh hưởng nhân quả có muôn hình vạn trạng. Bây giờ thiền sinh thấy chúng khởi sinh không đơn giản như trước đây. Cuộc sống của chúng ta chẳng khác gì hơn là một chuỗi dài nhân quả. Thân tâm, đây là tuệ giác thứ hai mà thiền sinh trực nhận được. Khi định tâm phát triển, thiền sinh sẽ thấy rõ và sâu hơn rằng những hiện tượng trong tiến trình dở chân là vô thường, phi ngã, sinh ra rồi diệt đi theo một tốc độ nhanh chóng không lường được. Đây là tuệ giác tiếp theo, có được nhờ thiền sinh có khả năng tập trung tâm ý cao, nên có thể thấy được trực tiếp, rõ ràng bản chất thật sự của thân và tâm. Chẳng có một tác nhân nào xen vào cả. Hiện tượng sinh diệt là một tiến trình tự nhiên diễn ra theo luật nhân quả. Chúng ta thấy các hiện tượng có vẻ liên tục, chẳng qua
chỉ là ảo tưởng. Sự liên tục của hiện tượng thật ra chỉ là một chuỗi dài các tiến trình sinh diệt nối tiếp nhau, giống như một cuốn phim chiếu trên màn ảnh. Chúng ta thấy hình ảnh chuyển động liên tục, nhưng nếu quay chậm lại, chúng ta sẽ thấy rõ từng chuyển biến một, sẽ thấy các hình ảnh rời rạc, đứt đoạn, kế tiếp nhau chạy qua ống kiến. Bây giờ chúng ta nói đến đạo được hiển lộ trong lúc kinh hành. Khi thiền sinh thật chánh niệm trong một tiến trình dở chân, nghĩa là khi tâm dính chặt vào chuyển động một cách chánh niệm, thấy rõ bản chất thực sự của những gì xảy ra, vào lúc đó đạo giải thoát sẽ rộng mở. Bát chánh đạo còn được gọi là trung đạo, bao gồm 8 yếu tố: chánh kiến, chánh tư duy hay chánh hướng tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp,